vừa qua tại km 49 cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng qua địa phận huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba xe ô tô hậu quả vụ tai nạn khiến hai người tử vong liên quan đến vụ việc này nhiều người đã câu hỏi trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai vụ tai nạn xảy ra khi hai xe ô tô xe khách 16 chỗ xe bán tải đang ở làn chạy tốc độ 120 km/h thì xe ô tô con loại 7 chỗ tông vào đuôi xe khách Cú tông mạnh khiến xe khách lao về phía trước va chạm với xe bán tải làm hai người tử vong, 10 người được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Phần đầu ô tô con và đuôi xe khách hư hỏng nặng, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy do xe bán tải đi chậm tránh chướng ngại vật dẫn đến việc xe 16 chỗ va chạm vào phía sau. Khi lái xe 16 chỗ và hai người trên xe bán tải đứng lại tranh luận trước đầu xe khách thì xe ô tô con đi phía sau tông vào đuôi xe khách về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ việc trên luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho biết luật giao thông đường bộ quy định chỉ được dừng xe đỗ xe ở nơi quy định trường hợp buộc phải dừng xe đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy nếu không thể được thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết còn về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 nêu rõ, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng, hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại hoặc có thỏa thuận khác. Trong vụ tai nạn xảy ra tại cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nếu có căn cứ xác định việc dừng đỗ xe sai quy định dẫn đến tai nạn giao thông thì người điều khiển phương tiện dừng đỗ xe vi phạm sẽ bị phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự với mức phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 15 năm tù, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Trường hợp lái xe dừng đỗ xe đúng quy định, tai nạn xảy ra là do người điều khiển phương tiện khác do vi phạm về tốc độ khoảng cách thiếu quan sát gây ra thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm theo quy định, đồng thời thực hiện bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Trường hợp lỗi xuất phát từ nhiều bên, lỗi hỗn hợp thì những cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần lỗi của mình. Cũng theo Bộ luật dân sự năm 2015, người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải bồi thường thiệt hại về tài sản bị xâm phạm, thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm, thiệt hại về tính mạng bị xâm phạm một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở. Thưa quý vị, khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 7 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ba ô tô chạy cùng chiều trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn qua khu vực huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương, khiến thân xe limousine và đầu xe 7 chỗ biến dạng hoàn toàn. Tai nạn ba ô tô ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hai tài xế tử vong, 14 người bị thương. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn giao thông liên hoàn gây hậu quả nghiêm trọng. Lãnh đạo công an huyện Gia Lộc Hải Dương cho biết, đơn vị đã cử tổ công tác tới hiện trường, phối hợp với cục cảnh sát giao thông và ban quản lý đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng để điều tiết giao thông, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, xe 9 chỗ rụng cánh cửa lên xuống phía sau, hông bên phải bẹp rúm. Xe 7 chỗ nát đầu, bung túi khí, quay ngang nằm giữa hai làn cao tốc, xe bán tải bị hư hỏng phần đuôi. Thời điểm tai nạn, mặt đường khô, biển báo, hộ lan đầy đủ cơ quan chức năng đã đưa người đi cấp cứu, phân làn giao thông và điều tra tai nạn. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng dài 105 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Mặt đường rộng từ 32,5 đến 35 m với 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp. Phương tiện được chạy tối đa 120 km/h, tối thiểu 60 km/h. Hậu quả tai nạn khiến hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Một trong những vụ tai nạn xe khách kinh hoàng khiến gần 20 người thương vong xảy ra vào đầu năm 2023 khiến dư luận chưa thôi bàng hoàng. Cụ thể vào dạng sáng 21 tháng 2, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Nam khiến 3 người tử vong tại chỗ và 17 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nhẹ. Rất nhanh chóng, danh tính các nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định. Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi bất ngờ gặp nạn, các nạn nhân vẫn chưa hoàn hồn và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cụ thể danh tính 3 nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn giao thông được xác định Nguyễn Thị Hương sinh năm 1951, trú tại Thuận Hòa, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Ngô Minh Hoàng sinh năm 1961, trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Trần Văn Hải sinh năm 1964, trú tại Phong Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Danh tính các nạn nhân bị thương được xác định. Hồ Thị Lợi sinh năm 1946, trú tại phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Trần Thị Thanh Thúy sinh năm 1966, trú tại Quảng Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng. Nguyễn Văn Quang sinh năm 1950, trú tại Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng. Trần Phụng Khê sinh năm 1943, trú tại phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Huỳnh Thị Nghĩa sinh năm 1941, trú tại Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Trương Mai sinh năm 1961, trú tại Phong Điền, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Nguyễn Bá Xuân sinh năm 1978, trú tại Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Nguyễn Thị Thảo sinh năm 1968, trú tại khu phố 4, thị trấn Núi Thành, Quảng Nam. Sina Chuok Thamon sinh năm 1999, trú tại Borit Kham Lào. Phạm Thị Hương sinh năm 1951, trú tại Độc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Lê Văn Uyên Minh sinh năm 1989, trú tại Lộc An, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hồ Thị Mạnh sinh năm 1975, trú khu phố 4, thị trấn núi Thành, Quảng Nam. Nguyễn Đình Phúc sinh năm 1967, trú Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn giao thông đã được lực lượng chức năng thu dọn, được biết Khu vực xảy ra tai nạn là tuyến đường thẳng, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, có giải phân cách giữa, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, nằm ngoài khu dân cư. Đoạn tuyến do Cenco 5 BOT quản lý, nơi mà xe tải đậu để bốc gạch là khu vực cho phép đậu xe. Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã khiến cho người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Đặc biệt là các vụ tai nạn đều liên quan đến xe khách và có rất nhiều người thương vong. Hiện nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang được Công an huyện Núi Thành điều tra làm rõ. Trong số 17 nạn nhân bị thương, có 4 nạn nhân bị thương nhẹ đã xin về nhà, còn 13 nạn nhân bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đóng tại huyện Núi Thành cấp cứu và điều trị. Bà Phạm Thị Hương, sinh năm 1951, chú xã Tà Hin, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng kể. Bà cùng chồng và cháu trai lên xe từ Lâm Đồng từ lúc 1 giờ trưa ngày 20 tháng 2. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 2, khi bà cùng các hành khách trên xe đang ngủ thì nghe thấy tiếng động rất mạnh. Bà Hương nhớ lại lúc đó khắp người tôi đau nhức và không thể di chuyển. Mọi người la hết hoảng loạn. Đình thần một lúc hé mắt ra thì thấy trời đất tối thui, cảnh tượng hỗn loạn. Phía ngoài nhiều người đang dùng các vật dụng đập kính đưa hành khách ra khỏi xe. Quá kinh hoàng sau vụ tai nạn bà hường bị đa chấn thương con chồng bị gãy chân bó bột nằm ở phòng bên cạnh đứa cháu nội may mắn không bị thương ngồi cạnh bà hường nguyễn trung hậu cháu nội của bà hường chưa hoàn hồn sau khi thoát chết khỏi vụ tai nạn hậu kể em cùng ông bà lên xe được bố trí nằm ở băng ghế dưới em đang ngủ thì nghe thấy tiếng rầm rồi thấy mọi người khóc lóc kêu cứu phía trước thấy mấy cô bị thương máu chảy rất nhiều một lúc sau mọi người đập cửa kính đưa ra khỏi xe còn bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1968, trú ở khối phố 4, thị trấn Núi Thành, Quảng Nam vẫn chưa hết hoảng hốt khi kể lại vụ tai nạn. Bà Thảo là công nhân bốc gạch trên xe tải đỗ bên đường. Sau tai nạn, bà được chẩn đoán đa chấn thương. Bà kể, lúc đó tôi cùng 5 người khác đang bốc gạch. Tôi đứng trên xe truyền gạch xuống, bất ngờ chiếc xe khách đang chạy tông mạnh vào xe. Tôi ngã nhào rồi bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện. Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Bá Xuân, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, chia sẻ. Tôi lên xe lúc 13 giờ tại huyện Đức Trọng. Trong lúc xe ô tô khách chạy thì tôi đang ngủ. Khi sự cố xảy ra tôi mở mắt ra, thấy nhiều người mắc kẹt ở trong xe. Người dân địa phương tới đập kính, cứu nạn nhân. Họ bắc thang lên cửa xe, tôi và một số người trèo ra. Khoảng 10 phút, tôi được cấp cứu đưa ra bên ngoài. May mắn chỉ bị thương nhẹ bên mạng sườn. Ngồi trên giường với chiếc chân được bó bột sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Quang 73 tuổi, xã Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng kể: "Thời điểm xe gặp tai nạn tôi vẫn đang ngủ ở hàng ghế gần sau xe. Lúc đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cả người bị hất tung ra khỏi chiếc giường và bị dồn về phía trước, chân mắc kẹt ở hàng ghế. Một nạn nhân khác là bà Hồ Thị Lợi, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, từ Thiên Huế, chia sẻ lúc xảy ra tai nạn, bà đang ngủ thì nghe một tiếng động mạnh và bà bị hất tung khỏi ghế nằm." Bà nói, khi ngồi dậy thì thấy ba dàn ghế cabin xe sập ra không được. Tôi ở hàng phía sau nên trèo ra bên hông của xe và được người dân đưa xuống. Tôi bị phần mềm, tức ngực, đầu gối sưng đi không được và đã được bác sĩ kiểm tra rồi. Theo cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam, vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm nên không gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Giao thông được điều tiết kịp thời và các phương tiện trong vụ tai nạn được đưa về trụ sở để xử lý. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nói trên, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đề nghị địa phương ưu tiên cứu chữa các nạn nhân, thăm hỏi động viên những người bị thương, chia buồn với gia đình có người tử vong. Trong sáng 21 tháng 2, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân. Ban an toàn giao thông tỉnh khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban an toàn giao thông xem xét tổ chức họp đột xuất với thường trực ban an toàn giao thông tỉnh về tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên địa bàn, đánh giá nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục. Quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.